Nhìn những hình ảnh này, nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ khi biết được đây chính là cách một bệnh nhân ung thư đang sống hết mình để mỗi ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Bản thân mình trước đây là vốn là người khuyết tật vận động. Mình khuyết tật vận động rồi đi lại nó hơi khó khăn. Đến với cái nghề sửa xe đạp này là do một cái biến cố. Cách đây 3 năm mình vô tình phát hiện bị được chẩn đoán là bị mắc bệnh bạch cầu, một dạng ung thư máu. Đấy, thì khi mà biết là mình bị mắc cái bệnh đó thì thực sự là rất là chán nản. Bản thân mình lúc bấy giờ là lao động chính trong nhà, mình có 3 đứa con nhỏ, mình cũng rất là lo lắng cho tương lai của mình, tương lai của các con, tương lai của gia đình, không biết là nó sẽ đi đâu về đâu. Mình nghĩ đến tương lai của gia đình, của các con, nghĩ là mình cần phải chiến đấu chứ mình chưa thể gục ngã được. Sau khi được bác sĩ tư vấn, anh Nguyễn Anh Tuấn đã vực dậy tinh thần tuân thủ phác đồ điều trị. Cũng từ đây, anh Tuấn theo đuổi lối sống lành mạnh, luyện tập thể thao và bén duyên với bộ môn xe đạp. Khi mình chuyển từ cái sinh hoạt hàng ngày, công việc hàng ngày mình sử dụng xe máy, thì bây giờ mình chuyển hoàn toàn sang xe đạp và mình cảm thấy là khi mà đi sử dụng xe đạp và đạp xe buổi sáng, thể dục buổi sáng cùng với đội nhóm thì thấy rất là người đó cái sức khỏe được cải thiện rất 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 là tốt. Và qua cái việc đạp xe đấy thì mình nhận thấy là thị trường bây giờ nó đang trống một cái khoảng về cái việc dịch vụ sửa chữa và bảo hành xe đạp. Bây giờ các bạn tìm cái cửa hàng sửa chữa xe máy thì rất là dễ, nhưng mà thực sự tìm một cái cửa hàng sửa chữa xe đạp đúng nghĩa thì nó khó khăn, rất là khó. Có được tay nghề như hôm nay, mở cơ sở kinh doanh riêng, anh Tuấn đã phải mất rất nhiều thời gian làm thuê cho các tiệm sửa chữa, công ty khác nhau để nắm chắc về kỹ thuật. Tiếng lành đồn xa, người nọ truyền tai người kia về tiệm sửa chữa xe đạp của anh Tuấn. Có vị khách từ tỉnh xa cũng mang xe đạp đến nhờ bắt bệnh. Biết anh đấy là có cái năng lực về sửa chữa xe đạp, anh cũng là một người cơ khí. Người cơ khí thì anh ấy cũng hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực sửa xe này. Và anh cũng trải qua rất là nhiều cái cơ sở sửa chữa lớn, thì anh rất là thông thạo. Mình rất là yên tâm, giao cho một người thợ rất là cứng tay. Suốt 3 năm qua, anh Tuấn miệt mài lao động, tìm niềm vui trong công việc để quên đi bệnh tật, kiên cường chiến đấu vì tương lai của bản thân và gia đình để ngày mai có cuộc sống tốt hơn. Trong cái công việc này thì cái niềm vui lớn nhất của mình là mình giúp được cho nhiều người lan tỏa được cái niềm vui về sống xanh, giúp cho nhiều người có những cái xe cũ mà người ta để rất là lâu rồi người ta không biết sửa đâu, đây mình giúp phục hồi lại. Và mình ngoài ra mình còn dạy nghề được cho nhiều bạn, ví dụ như bạn đây cũng đã từng là một học viên của mình. Đấy, cũng đến đây học việc cũng vì đam mê đến đây học, và bây giờ bạn có thể tự sửa được cái xe của bạn. Anh ấy hiện nay là trên vai cũng còn gánh nặng mẹ già bệnh tật, con thì như vậy là còn nhỏ, vợ thì coi như là đi làm thì đồng lương nó cũng lúc có lúc không. Tuấn này thì làm là vừa có trách nhiệm lại vừa có tay nghề cũng tương đối tốt nữa. Không phải là trong người khuyết tật là ai cũng làm có những cái sức cố gắng được như anh như vậy đâu. Đấy, cho nên là cũng là một cái tấm gương sáng của hội chúng tôi đấy. Vừa qua, được nhận hỗ trợ trao sinh kế, anh Tuấn đã sử dụng nâng cấp, mua sắm trang thiết bị để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình. Dù phải chiến đấu với bệnh tật mỗi ngày, nhưng khi bắt tay vào công việc, dường như anh quên hết mọi thứ xung quanh. Đó cũng là những phút giây để anh Tuấn thỏa đam mê với xe đạp, hiện thực hóa mong ước mỗi ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay.